Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô Và trong video này mình sẽ review về cái Godly Đó thì anh em cũng thấy đây là cái con Meliodas Và nó sở hữu cái Godly à, Đâu rồi, đây cái Godly nè các bạn Thì cái Godly này á nó không có để rõ là chỉ số là tăng cho mình bao nhiêu tại vì Bên cái phần Passiver ở đây nó không có để, rõ ràng là Nó để ra cho người ta để người ta biết chứ mất công tới tính thì nó, nó cực quá đúng không Đây mình chạy qua đây mình xem nè bạn có thể vào phần đây xem phần index và cái Godly nó cái cái phần trăm hiếm của nó là nó hiếm hiếm hơn cái blessing đó còn cái uh, solid God này là nó bằng nhau nó bằng nhau đây không nhưng mà nó không có để cho mình nó, nó tăng cái gì nó chỉ to cho mình cái hiệu ứng God và cái hiệu ứng God này á, thì nó sẽ um, kiểu như nó biến mình giống như thành một cái cái bóng ma đó anh em mình thấy cái hiệu ứng này nó cũng đẹp nè so với cái blessing đó thì uh, để xem thì cái cái này mình thích cái này hơn nhìn nó đẹp hơn cái blessing đó. còn như là cái 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 cái, cái gót kia thì anh em cũng nhớ rồi đúng không Còn cái gót kia thì nhìn nó xấu ơi là xấu luôn đây nè đầu cái gót kia rồi xong bây giờ gắn không có ra luôn là thôi kệ nó nhưng mà ở trong update trước thì mình gắn vào thì anh em cũng nhớ rồi đúng không đây thì lâu lâu anh em cũng có thể để thấy là cái cái gót này cái cái, cái cái gót ly này lâu lâu nó sẽ hiện cái con nhân vật mình lên và nó nó biến con nhân vật mình thành ma hay gì đó rồi, thì uh, mình sẽ xem xem là cái con Godly này cái cái con Meliodas lên cái hệ Godly của mình là level 134 là được 330 m đam mình sẽ vào phần index ở đây để mình xem thử xem là level 134 134 là nó 270 m đam 270 m rồi mới vô đây cái xong qua tôi nhớ tôi quên nhiêu damage rồi 330 m rồi mình sẽ tính thử xem như thế nào ha. Được rồi thì mình vừa tính xong thì nó tăng khoảng 22, mấy phần trăm á Cứ cho là khoảng 23 phần trăm đi Thì đây là một cái lượng đam mà các bạn nhìn vào tăng ít đúng không Tăng ít mà tại sao nó lại nằm cái 14 phần trăm Và tiếp theo mình sẽ cho anh em xem là cái sự đặc biệt của nó Không phải là tăng đam ít cái là nó sẽ yếu đâu Đầu tiên là nói về cái khả năng chạy nhanh của nó anh em có thấy thấy là cái con bây giờ cái con này nó chạy còn nhanh hơn cả cái blessing nữa mà khi mà nó tiếp cận đối phương rồi thì nó mới chậm lại bây giờ mình lấy cái blessing này mình cho anh em xem nè coi là con nào chạy tới đích trước ha hỏi đâu rồi thôi con mạng bây giờ nó lắc quá game này à, à, từ lúc mà cái update cái kia rồi nó hay bị lắc cái này nè rồi đó anh em cũng thấy á, là cái blessing nó sẽ chạy đến sau đúng không còn cái god này thì nó tiếp cận quá là nhanh luôn đó thì nó tiếp cận trước thì nó sẽ gây đam trước thôi Ê, thì, uh, nếu mà đội hình bạn là chỉ tăng Nam thông thường uh, sử dụng gót uh, là mấy cái này kia uh, thì nó không chạy nhanh được thì uh, cái, cái cái khả năng tiếp cận mà gây đam trước này, nó sẽ không bằng ta đó này nó đánh hai phát rồi thằng này nó mới tới mà anh em nên nhớ là cái blessing là nó đã tăng tốc độ chạy rồi Và bây giờ nếu mình có cái 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 cái, cái, cái gót ly này uh, thì cái đội hình mình nó sẽ cái cái con tướng mình nó sẽ trở nên chạy nhanh nhất luôn uhm, nhanh nhất trong cái cái, cái cái các loại búp hiện giờ á uh. rồi tiếp theo là ngoài tăng tốc độ chạy như thế này thì nó còn tăng gì nữa hay không Nó sẽ tăng tốc độ đánh cho mình thì tốc độ đánh này á, nó có rất là cái gì rất là nhiều lợi thế các bạn thì khi mình đánh nhanh hơn á, thì mình sẽ nhanh sức chiêu hơn thì sức chiêu nhanh á, thì mình mới mạnh hơn đúng không Còn nếu mà sức chiêu chậm á, thì thì nói chung là gây đam đi nó sẽ không bằng là cái cái, 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 cái khả năng sức chiêu nhiều đây thì mình sẽ tắt cái auto để cho các bạn xem rõ hơn ha Đây nè nó đánh nhanh hơn đây nó đánh nhanh hơn Và sau đó thì nó sẽ xuất chiêu Nhưng mà mình cảm thấy thì cái thời gian xuất chiêu của nó vẫn chậm như vậy Chỉ có khi mà khi mà mình mình cái tốc độ đánh mình nó tăng thôi Đây mình sẽ lấy một con thường ra để cho các bạn xem là nó khác biệt nhau như thế nào Đây Và con này bắt đầu nó đi nhanh hơn thấy không Đây lộn lộn chỉ lộn con à, nó nhanh hơn đâu đó là khoảng 50 Nói chung là đánh nhanh gấp đôi á mình thấy cảm thấy là nó đến nhanh gấp đôi thì uh, cứ, cứ cho là búp hai mấy phần trăm đam đó là gấp đôi lên thì cho là gần có bốn mấy năm chục phần trăm đam đi nhưng mà bốn mấy năm chục phần trăm đam đó anh em nghĩ uh, nó vậy là nó nhỏ đâu nó đâu có tăng bằng cái uh, lésine hay God nó tăng gấp đôi nhưng khoan bạn nhớ không ừ, mình sức chiêu thì đam mới mạnh đúng không đam chiêu lúc nào nó cũng hơn đam đánh thường và cái này á nó búp như thế này nó sẽ còn tùy vào con tướng nữa. Các bạn hiểu không? Đó là cái con nào á, mà nó đánh lâu ơi là lâu nó mới đến thời gian xuất chiêu thì nó sẽ càng lợi và cái con nào mà cái thời gian ra chiêu nó càng nhanh thì càng lợi. Chứ nếu mà những cái con mà nó gồng chiêu lâu chẳng hạn như là là là, là, là Boros nè hay là, là như cái uh, Saitama này nè đó, rồi xong rồi à, đó Gojo này nè, Gojo Raptin này thì mình nói thật á trời ơi, nó lỗ nó lỗ sặc luôn nếu mà những con mà ra chiêu nhanh như nếu mà mình có cái con con sukana này á, mà nó vô cái, cái gót ly thì mình nghĩ nó sẽ lời bởi vì nó sức chiêu nhanh ừ, hoặc là cái con sợ tô xả này mình thấy nó sức chiêu cũng nhanh nè, à, thì nó cũng cũng lời đúng không và đương nhiên ở đây thì mình có cái con Meliodas này á, thì nó sức chiêu cũng nhanh thì cũng lời nhưng mà bây giờ thì mình xài bí ẩn và mình không xài Meliodas. Đó, cho nên là để có cái này là chủ yếu là review cho các bạn thôi Chứ um, không thực sự là Không có thực sự là mình Ủa gì, mình sẽ không có sử dụng nó Rồi Thì uh, để chắc chắn hơn á, là Có thời gian sức chiêu nó có nhanh hơn hay không Tại vì mình cảm thấy có một cái như thế này Khi mình xài xong chiêu Thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian delay uh, Mình nghĩ nếu mà Cái từ khoảng đó mà đến cái thời gian mà ra đòn đánh thường á Nếu nó nhanh hơn được cái chỗ đó Thì mình sẽ lời Đây nè, cái khoảng này nè các bạn đứng im nè như vậy thì mình sẽ lấy một cái con kia ra để mình so sánh xem là nó có khác như thế nào nó khác như thế nào ha coi là một lần ra chiêu bằng bao nhiêu lần đánh thường mình sẽ biết ngay nhưng mà bây giờ nó có độ chênh lệch rồi cho nên là con số mình so sánh ở đây cũng mang tính chất tham thảo thôi quan trọng là do cái mình cảm nhận mình thấy đó bây giờ này nó đánh nhanh hơn rồi nó nhanh hơn rồi nó lệch rồi rồi chuẩn bị xuất chiêu điếm nha một nè hai nè ba nè bốn nè năm Rồi, khoảng uh, khoảng 4 phẩy mấy á, 4 phẩy mấy thì uh, bây giờ mình sẽ lấy cái con um, uh, Meliodas thường của mình ra để mình xem. hồi oh, đó, anh em nhìn thấy không? Nó biến thành cái con khỉ gì luôn rồi kìa. Rồi lấy Meliodas thường ha. Để xem xem là cái thời gian rồi lọt dưới đất luôn à Thằng này thiệt là đâu rồi, Meliodas đâu rồi? Mới đem unlock mấy Meliodas cho ăn. Bây giờ nó không còn một nè ồ lộn điểm lộn bây giờ phải sức chiêu xong Nó nằm trong khoảng 4,5 đến 5 đúng không thì mình cảm thấy là nếu như vậy thì nó vẫn như nhau thôi à, một nè hai nè ba nè bốn nè năm thì nó cũng khoảng uh, cỡ đó đó nó uh, mình cảm thấy là nó nó như thế nào điếm lại coi cho chắc chắn nè tại vì lúc nãy mình chưa có quan sát kỹ cho lắm rồi tới giờ nữa, nữa rồi đó. Uhm, bắt đầu nó có sự lệch nhau ở đây rồi Cho nên mình có thể trừ heo nè 1 nè 2 nè 3 nè 4 nè Rồi nó nằm cũng khoảng 4 4,5 Với lại 4,5 là 4, 5, rồi, 5 Ý chang cái kia thôi Con kia thì nó cũng không có sự khác biệt gì cả Cho nên là Ờ uh, đối với con Meliodas này thì cái số lần xuất chiêu nó đưa lên cái cái đánh nhanh này nó cũng gọi là tạm được cái chiêu thức này thì nó ra chiêu thức cũng nhanh chứ không phải là những cái con kia mà thời gian thời gian ra chiêu bằng sáu bảy đòn đánh thường của người ta rồi xong rồi rồi rồi, rồi cái thời gian à, nhưng mà được cái là đánh càng đánh nhanh đó, thì nó sẽ lợi cho những con mà xuất chiêu lâu ừ, còn đối với con Meliodas này bao nhiêu lần xuất chiêu quên rồi một nè hai ba bốn năm sáu À, lần thứ bảy là lần ra chiêu còn đó những cái con mà 10 lần thì nó sẽ rút ngắn thời gian lại gấp đôi người ta sẽ dụ như con kia đánh 10 thì nó chỉ cần 5 lần là nó ra chiêu thôi đó thì ra chiêu là sẽ ngon uhm, thật sự thì mình thích nha. nếu đưa lên cái con này nó ngon tại vì thời gian ra chiêu nó nó, nó, nó nhanh đó rồi sau đó thì um, nó nó tiếp tục nó đánh tiếp nó nó, nó mồi 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 clip. đây mình sẽ lấy lên gắn cái con này vô cho các bạn xem à mình phải đi qua cái con boss kia chứ bây giờ cái con boss 750 m máu mà test cho con này có công tốn thời gian nó không ra chiêu xong là nó nó cũng đã chết rồi rồi thôi ôi hai con này nó chạy nhanh hơn mình nữa chứ mấy con gót này rồi bây giờ mình sẽ đứng nó kế nhau cho nó nó công bằng ha rồi xem xem là con nào cái mấy con này nó ra chiêu nè Đó, cái con này thì nó ra chiều trước là chắc chắn rồi nhưng mà anh em cũng thấy là cái con Sukana thì nó nó ra chiều nhanh đúng không? ra chiều nhanh xong rồi quay lại nó đánh liền đó cái ý mình nói là như vậy á mình thích là cái nếu mình có cái godly thì nó nằm trên cái con này nó sẽ đánh nhanh hơn còn so với những con khác đây mình sẽ lấy thêm cái con tô xả của mình vô ha rồi dừng lại tất cả đi mấy ba đó Ủa, tô xả tôi tô xả này thì nó nó còn bị kẹt nữa chứ cái game này mỗi lần mạng lắc là như vậy đó rồi ba con chụm lại Thử xem là con nào sẽ ra chiêu trước Tất nhiên là cái con um, uh, Meliodas sẽ ra chiêu trước Nhưng mà mình coi coi Đó thì là cái con um, à, kế tiếp là cái con um, Sukana nó sẽ ra chiêu nè Còn con này nó gồng chiêu rồi xong rồi nó à, Đó rồi xong bắt đầu nó mưa xuống Rồi nó mưa xuống là thiệt lâu sau Rồi mới, mới tiếp tục nó đánh lại Không khi người ta đánh hết nửa ống nữa Người ta sắp ra chiêu nữa thấy không Đó cho nên là những con ý mình nói là những con Mà cái thời gian mà sử, sử dụng chiêu lâu á có cái gót ly này hơi bị lỗ. Ừ, được rồi thì video này mình đã review cho anh em về cái gót ly rồi và bây giờ mình cũng sẽ kết thúc video ở đây. Các bạn cảm thấy sao về video này hãy để lại bình luận bên dưới và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, gặp lại. Bye bye anh em nha.